Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Đây trước màn ảnh của các bạn là cái con máy này kết cấu như là xe gùa nè, nhưng mà chế là cái đầu giống như đầu máy cày. Thì cái dòng máy này là chế như là có lẽ là giống như bắt chước của thằng Thái Lan nha các bạn. Đây hàng ngộ chưa, để mình lại gần chia sẻ với các bạn xem bên trong của cái này ta chế như thế nào nha. Cơ sở hai cường này đó chưa, cái này là ở bên trong này, cái hộp số của nó nè đó, các bạn thấy không, chế ở Việt Nam bây giờ cũng là kỹ sư giờ cũng dữ không phải tầm thường nha. Con này là lần đầu tiên là mình thấy nha, chứ là trước giờ là mình thấy là của là trên mạng mà bên mà Thái Lan nó đăng lên, chứ là mình bên Việt Nam là chưa thấy, nhưng mà mình chơi mình thấy lần này, mới thấy lần đầu đây đó, kết nối như này từ đây là cái cốt máy, không biết cái máy gì cũng chưa rõ đây nè, đi thẳng là phía sau đấy, phía dưới là thì bánh xích như kiểu mà máy cắt thì các bạn cũng biết rồi nha đó, thấy không, ra cái đầu như ra như kiểu như là mấy cái máy cày vậy. Còn ở phía sau là là dàn sới, là sới gần này cũng vậy, khá nó dữ nha. Dàn sới này mình nãy mình có hỏi anh tài xế, nó dàn sới tới 2m4. Bây giờ thì máy ảnh ở bên kia đang mà làm lại cái hộp mà dì sơn bên kia kìa. Bể găng bể gì đó giờ thay, giờ đang gắn vô nè. Cái con này là trị giá của nó là trên 100 triệu nha. Tùy theo là chủ máy là nói là tùy theo là do mình gắp cái đầu nè, chứ độ khoảng cái con mới là 100 triệu đầu thường hay đầu dữ, đầu mạnh đầu yếu gì đó nó mình cũng chưa rõ, nhưng mà độ khoảng từ trên 100 cũng không không mắc không, nhưng mà xài cũng tương đối là ngon. Cái dàn ben của nó đây, hai cái ống dây đưa là nó bèn của cái dàn sới này. Quá đông quá đông, gan đã. Nó ngay lộ thằng này sới là nó cái đất nó láng như cái nào thôi rồi. Đất, không, người ta không có gà sới ngon lắm. Đất con thấm gà chút queo. Gà của ông chạy lên sạch chơi đẹp lắm. Cái này nó hư cái gì anh? Tuôn mặt gầm cho nhiều đó mà phá mình hết buổi vậy. Quan 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 giờ thì hai anh đang ra gắn vô đây các bạn. Nghe nói bà hợp mới hai bên gặp mấy 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 xạ, nghe xạ. Bỏ rồi rồi. Mở bỏ rồi. Thấy ấn không? Bỏ rồi đi. Này là đòn đánh của nguyên con hình như thế này, chi gan như là chi gan như của Thái với họ không khác. Không, không đây luôn. Đây là tụi đầu có ấy. Lấy mày dịch bơm với thằng ta. Nó ấy gì vậy ta? Ui, ê, ta. Tay ông thọc vô lăn tay, chân lăn chữ. Để đi, để cho ông làm cái này. Hên, hên, hên. Giờ nó lăn nó đụng đây. Sao nó không vô vậy? Ông ép vô hả?
nó ném cái mặt đạn. Trong dưới sên chạy bả lửa. Chút xíu mẻ nhông rồi. Lo cho anh chứ. Đâu phải ông ép ra chạy vô hả? Xong. Xíu chành cứng kìa. Bây giờ ta chỉ còn là gắn cái mặt nạ vô nữa là xong. Nằm có gì đó. Hai khương nha các bạn. Cái đồng này là Mitsubishi. Còn nhiêu nữa là xong rồi đó ha. Thấy mà gớm luôn. Mặt nghề lại chân thấy ớn. Mặt mày móc. Dọc mấy cánh này là đuối. Rồi. Xin chúng ở đây. Phải còn sạch sẽ rồi. Ông đang chạy một lát quay đó mà. Đang đã này ông đưa lên. Mò mò là để mình xiết này là xiết này là cái nữa mình đi hớn mình á còn mấy lòi xuồng qua nó cột giờ nó múc cái đường thì chở giống lên đâu có được đâu cái tải á cột để nhà em với để con lên đây. Dịch đứng chưa? Để miếng con vô đàng hoàng coi mới được. Dính vô đây cái đi. Rồi lấy ấp vào vô. Đây bây giờ thì đã sửa gắn xong cái dàn xới nè, đã chỉnh sửa xong. Giờ tiến hành mấy anh này là ra chạy nha, mời các bạn cùng theo dõi với mình. Giờ mới chở giống nó luôn nè, giác giống lên xe tu các bạn đã chờ. Có trên 900 triệu mà thấy ngon quá.
chèn tải lại sau để mà ấy kết nối với con sới đó các bạn. Giờ ra nha. Thấy quy luật gây ông rất là mạnh. Dữ chưa các bạn, nó lết từ đâu bằng thầy đó nha, cũng còn chảo lúa nữa nè, đó đó thấy chưa, quá ngon rồi. Cái góc đứng này cũng không có đẹp không đồ ấu dữ dằn. Bây giờ thì cái con máy này chạy đi tải giống trước nè, chạy đi bỏ giống trước rồi mới chở ra mà xới. Chạy ghê chưa, chạy như ngựa bà vậy đây. Nghe các bạn xem mà tốc độ dã man chưa, chạy này đổ mà xí đâu có thua máy cày đâu nè. Ủa dữ chưa các bạn, giờ đã tải giống xong rồi, giờ chạy trở ra nè, không biết sới như nào nữa, không biết. Mà thấy cái tốc độ này quá cỡ rồi, xa nè, mình giúp xa hơi xa nó mà nó hơi rung nha. Đù dữ thiệt. Chạy qua qua lại. À, các bạn xem đây đó là cái hình ảnh của cái con máy này là nó như vậy đó, chỉ có là trên cứng cứng 100 triệu thôi. Đó, ngóc đầu ngóc đầu ngóc đầu trên 100 triệu thôi mà thấy cũng là không có thua là máy cày gì đâu nha. Máy cày giờ cũng dạng tầm cỡ 300 ngoài 400, nhưng mà anh này chỉ hơn 100 triệu thôi mà ảnh ngon như vậy, thấy bộ im quá, giảm chi phí nhiều lắm. Cái hàng này thì theo như là nó chạy mà đất lúng lầy là rất là ngon nha. Bao lầy ngoại trừ đất nào mà giữ trời lắm là nó mới chịu thua thôi, chứ mà thường thường lầy hơi là không ảnh hưởng gì nó, lướt hết. Đó các bạn thấy không, qua cua ấy cũng rất là ngon, trời trời chạy kìa. Cây
làm chế nha. Cái xưởng này là tên là Hai Khương. Cái con máy này nằm ở cánh đồng của thuộc huyện Châu Phú nha các bạn, vùng Ba Vụ. Đấy, đây thấy không các bạn xem nó qua cua cũng khá là nhanh luôn. Qua cua kiểu này là nhanh hơn là so với là không thua máy cày đâu. Đó đó. Rất chuẩn. Cái con chế này là mang cái dàn xới là 2m4 nha. Nãy mình hỏi mà anh nói 2m4. Không biết ở nơi các bạn có thứ này chưa thì mình không có rõ nha, nhưng mà còn cái quê mình thì với theo như cái nghề làm YouTube của mình là cũng đi cũng nhiều nhiều chỗ nhưng mà mình cũng chưa có thấy là cái kiểu như thế này. Chỉ có thể là gặp ở trên mạng là bên mà Thái Lan thôi, kiểu này là kiểu dáng của Thái Lan, bên trên bánh chế nó làm ở đó. Nói chứ là Việt Nam bên đây là mình chưa thấy, không biết nơi ở của các bạn đã có chưa thì mình không rõ. Nhưng đối với mình thì mình chưa biết cái con này, lần đầu tiên mình thấy. Đó, nó chạy kiểu này. Cái này là sới tắc nhì đó nha các bạn. Nó chạy vậy đó. Thử rồi.